Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Một ngày mới, em kính chúc anh chị, cô chú nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài, phát lộc nha. Hôm nay em về đây thuộc ấp Tân Xuân, xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà phường nằm cặp view sông, có tổng diện tích là 1.295,7 m². Trên thửa đất căn nhà phường có 200 m là đất thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Hiện em đang đứng ở trục đường huyện lộ 08B. Mình rẽ phải là liên thông về đường huyện lộ 04 khoảng 2 km. Con đường này rộng khoảng 5 m, anh chị di chuyển là đường xe ô tô 16 chỗ rất là thoải mái luôn nha. Ở đây thì có đèn đường, điện nước, wifi có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này ở rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị cô chú mình mua để ở và nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Và khu vực này thì có đầy đủ tiện ích như là chợ, trường học, ủy ban, cách khoảng 2 km. Còn hướng bên đây thì anh chị liên thông về trung tâm thị xã Gò Công khoảng 10 km. Và anh chị di chuyển ra đường tỉnh lộ 862 khoảng 5 km. Xung quanh đất thì gia chủ đều xây tường và cắm trụ gào B40 hết đất luôn anh chị. Về vấn đề ranh giới thì anh chị cô chú mình mua rất là yên tâm nha. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang theo mặt tiền nhựa đường huyện 08B là 42 m, chiều sâu là 45. Đất và nhà ở phía sau tốp lại còn 39 m. Diện tích mình tính từ ngay chỗ vị trí này nha anh chị. Mình đo thẳng qua bên đây là 42 m. Phía trước thì cũng có một con sông rộng khoảng 10 m anh chị. Về đây thì anh chị cô chú mình có thể làm một cái nhà mát ở cặp view sông ha. Chiều chiều thì anh chị mình ra đây câu cá để giải trí rất là tuyệt vời luôn anh chị. Phía trước thì gia chủ có trồng một số cao kiển nha anh chị. Bên trong thì có trồng sồi nè, dừa. Để em di chuyển qua bên đây, em chỉ ganh cho anh chị nắm luôn nha. Ở đất của mình thì tới đây nhanh chị là 42 m. Phía trước thì gia chủ xây tường cao khoảng 1 m và hàng sắt hết luôn anh chị. Còn hai bên hông thì xây tường cao khoảng 3 m. Ranh giới thì rất là rõ ràng, anh chị yên tâm nha. Đất và nhà thì tương đối cao ráo theo mặt lộ. Đất thì không màu mã, xung quanh thì cũng không có. Vị trí này thì thích hợp để anh chị, cô chú mình mua về nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Ở đây thửa đất căn nhà đang quay về hướng đông nam nha anh chị. Từ thành phố Hồ Chí Minh em lấy móc từ
từ bến xe miền Tây. Anh chị di chuyển về khoảng 58 km là anh chị tới. Đường này là đường huyện lộ 08B nha anh chị. Đường xá thì anh chị mình di chuyển là đường xe ô tô 16 chỗ rất là thoải mái luôn nha. Để em di chuyển vào trong căn nhà để anh chị mình tham quan ha. Phía trước thì gia chủ có làm cổng rào nha anh chị. Cửa cổng thì bằng sắt. Bên đây thì xây tường hết luôn nè anh chị. Phía sau thì mình có một cái view sông rất là đẹp luôn anh chị. Và mình sông đó thì cũng thông ra biển Tân Thành luôn nha. Phía trước thì mình có một khoảng không gian sân còn rất là trống. Về thì anh chị cô chú mình có thể làm một cái máy tiền giấy khu vực này. Mình có một bãi sân để anh chị mình đậu xe nè, có đám tiệc thì rất là thoải mái luôn nha anh chị. Đất của mình thì rất là đẹp nha anh chị, đất không màu mỡ nha anh chị, xung quanh thì cũng không có. Bên đây thì gia chủ chỉ trồng mấy cây xoài thôi và dừa thôi anh chị. Căn nhà của mình còn rất là mới và đẹp luôn nha anh chị. Điện nước, wifi thì có đầy đủ hết. Tường bên ngoài thì đã sơn và đi bê hết rồi anh chị. Dưới nền thì gia chủ đều lót gạch bóng kiến. Và mỗi cây cột thì cũng ốp gạch hết luôn nha anh chị. Cửa thì gia chủ sử dụng là cửa nhôm. Bên trong thì lộng kiến nha anh chị. Để em di chuyển vào trong để anh chị mình xem ha. Ở đây là khu vực không gian phòng thờ nha anh chị. Dưới nền thì lót gạch, tường thì lót khoảng 1m2. Còn phía trên sơn và đi bê hết luôn nha. Trần thì đóng la phong. Hai bên hông thì có thiết kế hai cánh cửa sổ bên ngoài để cho anh chị lấy ánh sáng thật là thông thoáng luôn nha. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 1.800.000. Nếu anh chị, cô chú mình thấy phù hợp và ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Bên đây thì mình có một cái hành lang để anh chị di chuyển ra phía sau ha. Bên ngoài thì gia chủ đều lót gạch cho tới mí lao phong của mình hết luôn nha anh chị. Nhà thì em thấy còn rất là mới luôn anh chị. Vậy thì anh chị mình dọn dẹp, anh chị mình rửa sơ sơ lại thì căn nhà của mình rất là mới luôn nha. Gia chủ thì ở xa nên về đây không có dọn dẹp được. Anh chị cũng thông cảm ha. Ở đây thì mình có một cái hành lang để anh chị mình di chuyển ra phía sau. Toàn bộ cửa thì gia chủ sử dụng là cửa nhôm. Bên trong thì lồng kiến anh chị. Còn khu vực này thì anh chị có thể mình thiết kế phòng khách chỗ này ha. Bên dưới thì lót gạch và dán lên tường cao khoảng 1m2 nha anh chị. Còn phía trên sơn và đi bê hết rồi anh chị. Trần thì đóng la phong.
Bên hông thì có cửa sổ nè, nên căn nhà của mình rất là thoáng luôn nha anh chị. Còn cặp theo cái hành lang thì đều lót gạch hết luôn nha anh chị, khoảng 1m2 hết luôn chị. Ở đây là không gian phòng khách nha anh chị. Đây là phòng ngủ đầu tiên. Bên trong thì lót gạch, tường thì lót khoảng 1m2, trên thì đóng la phong, tường thì sơn và đi bê hết luôn nha anh chị. Cửa thì cửa nhôm. Còn bên đây là căn phòng thứ hai. Cũng như căn phòng đầu tiên thôi anh chị. Còn bên đây là căn phòng thứ ba. Mỗi phòng thì đều trang trí rất là đẹp luôn nha anh chị. Còn bên đây là căn phòng bên đây là nhà bếp anh chị, em thông cảm ha. Đây thì chủ cũng lót gạch và dán lên tường cao tới mí la phong hết luôn nha anh chị. Ở đây thì mình có kệ bếp nè, đầy đủ hết luôn nha. Và hai bên hông thì cũng thiết kế hai cánh cửa sổ bên ngoài để cho anh chị lấy ánh sáng thật là thông thoáng luôn anh chị. Đây thì mình có nhà vệ sinh và nhà tắm riêng biệt hết luôn. Phía sau thì mình có cửa lùa. Ở khu vực này thì chủ cũng làm thiền chế hết luôn nha anh chị. Phía sau thì đất của mình tớp hậu lại còn 39 m. Phía sau thì đã xây tường hết rồi anh chị. Mình tính từ vị trí này ha, mình đo nghiêng qua cái cạnh phía sau chỉ còn 39 m thôi. Tường bên ngoài sơn và đi bê hết luôn nha anh chị. Xung quanh bốn góc đều cắm trụ và kéo lưới hết luôn anh chị. Đặc biệt ở phía sau thì mình có một cái phiêu sông rất là rộng. Sông này thì rộng khoảng 50 m nha anh chị. Ở đây thì có mấy cây dừa này nè, nên anh chị mình không thấy cái cảnh phiêu sông phía sau nha. Nói về thì anh chị mình dọn dẹp lại thì anh chị mình thấy một cái cảnh phiêu sông ở phía sau rất là đẹp luôn anh chị. Khu vực này thì anh chị có thể mình làm một cái nhà mát, chiều chiều thì anh chị mình ra đây câu cá để giải trí rất là tuyệt vời luôn nha. Hiện gia chủ đang kêu bán giá là 1 tỷ 800 triệu nha anh chị. Anh chị thấy video này hữu ích, cho em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để bên em có động lực để đi quay những video tiếp theo gửi đến quý anh chị và cô chú nha. Ở bên đây thì gia chủ có làm những cái bồn xi măng để chứa nước mưa nè anh chị. Và đây thì mình có một cái bàn để buổi chiều anh chị mình ra mình uống trà ha. Tường bên ngoài sơn và đi bê hết rồi nha anh chị. Em cũng xin nhắc lại thông tin địa chỉ cho anh chị và cô chú mình nắm lại một lần nữa nha. Hôm nay em về đây thuộc ấp Tân Xuân, xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà phường có tổng diện tích là 1.295,7 m². Trên thổ đất căn nhà phường có 200 m là đất thổ cư. Diện tích ngang là 42 m, chiều sâu là 45. Đất mình ở phía sau tớp hậu lại còn 39 m. Phía sau thì mình có một cái cảnh phiêu sông rất là đẹp nha anh chị. Vậy thì anh chị mình dọn dẹp những cây dừa nước này nè. Anh chị mình cất nhà mát ở cặp phiêu sông phía sau
anh chị mình có cano, anh chị mình chạy cũng được, hoặc anh chị có bạn bè mình chiều mình ra đây sương sương vài lon là tuyệt vời luôn nha. Hiện gia chủ đang kêu bán giá là 1.800.000 nha anh chị. Nếu anh chị cô chú mình thấy phù hợp và ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang nha. Bên em sẽ dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha anh chị. Đây là tổng quan thửa đất căn nhà phường. Anh chị ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ dẫn anh chị xem nha. Xung quanh bốn góc thì đều có trụ kèo B40 hết luôn anh chị. Và gia chủ thì hai bên hông thì xây tường và phía trước thì hàng sắt. Em thấy thì ranh giới rất là rõ ràng luôn nha. Giá bán là 1.800.000 nha anh chị. Em cũng xin kết thúc video. Hẹn anh chị, cô chú ở những phần video tiếp theo nha.